Vợ chồng nhà gà. Ôi, những quả trứng mới đẹp làm sao. Cuối cùng cũng đến ngày nằm ổ rồi đây. Đây là thức ăn dự trữ trong những ngày mình nằm ổ nhé. Mình ơi, phía bụi cây kia có chuyện gì lạ quá. Ừ, qua đó thử xem sao. Khổ quá, không biết mẹ chúng đi đâu mà để chúng ở nhà một mình thế này. Là trứng của mụ rắn hổ mang hôm trước vừa bị ông chủ nhà bắt đấy. Hả? Mẹ chúng bị bắt rồi sao? Nhưng thằng Lằng quay lại để ăn chúng thì sao? Tội nghiệp lắm. Tôi sẽ mang về chăm sóc chúng mình ạ. Mình làm sao thế? Ấp ủ loài rắn để sau này nó ăn thịt mình à? Không được, mình bỏ lại đi. Mình cũng có con, sao mình không chịu hiểu thế? Chúng giờ đều mồ côi rồi mà. Tôi ấp nở thành con, nhất định tôi sẽ mang chúng đi thật xa. Tôi yêu thương chúng như thế, nhất định chúng không làm hại tôi đâu. Ông cứ để tôi. Cái bà này, tính thật là ngang bướng. Chà, mỏi quá. Thế nào các con, sắp chào đời chưa? Nào, đi chưa? Mụ gà mái này nằm ị lâu thật. Đi đi nào, nó chỉ cần ra khỏi ổ trong tích tắc là mình có món ngon. Khát quá, ông ấy sao đi lâu thế? Phải tự đi lấy nước uống thôi. Các con của mình cũng sắp chào đời rồi đây. Trời ơi, rắn! Rắn! Sao? Sao? Sao lại thế này? Bà trông nom ổ kiểu gì mà để con rắn độc nó vào ăn mất trứng thế? Hả? Rắn ư? Tôi... Thấy chưa? Tôi nói mà bà không nghe. Cái ác thì phải tiêu diệt ngay từ trong trứng nước. May là tôi về kịp. Nếu không thì cả lũ con đã vào bụng nó rồi. May nó chỉ ăn mất một quả thôi. Cái loài rắn độc này, muốn thương cũng không được. Đêm trăng. Ôi, trăng sáng mới tuyệt làm sao. Đẹp tuyệt vời. Trăng lên rồi, trăng đẹp quá. Ông trăng là của tôi phải lên lấy. Ai nói trăng là của anh, là của tôi. Không, trăng là của chúng tôi. Không nói nhiều, ai lấy được là của người ấy. Ơ, trăng đâu rồi nhỉ? Mất tiêu rồi còn đâu? Kia kìa, trăng xuống nước rồi. Tại các người đấy, trăng vỡ rồi. Bực quá. Trăng này đích thị của ta. Tất cả là tại các người. Không, trăng là của ta. Mau trả lại cho ta. Của ta. Các cháu, nghe ta nói đây. Các cháu muốn có mỗi đứa một ông trăng riêng phải không? Vâng ạ. Vậy thì ta sẽ chia cho từng cháu một nhé. À, tôi có trăng rồi này. Tôi cũng có. Chúng cháu cảm ơn ông ạ.
lại, đồ ăn cướp. Trăng, trăng của tôi. Mất hết rồi. Nào, im lặng nào. Các cháu mau đi theo ta. Trăng đây rồi. Có hẳn hai ông trăng liền. Ở đây, cháu nào cũng thấy trăng chứ. Hẳn hai ông trăng đúng không nào? Dạ vâng ạ. Chúng cháu đều thấy hai ông trăng. Thật ra chỉ có một ông trăng trên trời thôi. Ông trăng ấy rọi bóng xuống mặt nước. Từ giờ các cháu hãy đứng đây ngắm trăng thay vì dành nhau ông trăng cho riêng mình nhé. Thì ra là như vậy. Các cháu hãy ghi nhớ, trăng đẹp là của chung. Nếu chia nhỏ ra thì sẽ không bao giờ bền cả. Vẻ đẹp của trăng không còn nữa. Thay vào đó, biết chia sẻ, nhường nhịn thì tất cả đều có thể vui vẻ ngắm trăng, đúng không nào? Cháu biết sai rồi ạ. Chúng cháu thật là ích kỷ khi dành ông trăng cho riêng mình. Từ giờ khi trăng lên, chúng cháu sẽ tập trung ở đây để cùng ngắm và ca múa nữa ạ. Ừ, có thế chứ. Nàng tiên ốc. Chuyện xưa kể lại rằng, ở ngôi làng nọ có bà lão sinh sống. Tuổi bà cũng đã cao, lại rất nghèo khó. Bà luôn sống cô đơn trong chiếc lều rách nát, nhỏ hẹp, chỉ đủ để che nắng che mưa, nhưng cũng chẳng đủ để ngăn cản những đợt gió rét lạnh khi mùa đông về. Mình vẫn phải đi mò cua bắt ốc thôi, không thì lấy gì mà đổi gạo ăn chứ. Bác ơi, mua cua đi. Cô ơi, mua tôi mớ ốc đi. Nhìn bà lão kia khổ thật đấy. Ừ, già cả rồi mà sống cô độc có một mình à, không có con cái. Hàng ngày chỉ có mò được ít cua, bắt được ít ốc ra chợ bán để lấy tiền mua gạo thôi mà cũng không được. Hay, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có cái gì thế này? Trần đời mình chưa từng nhìn thấy con ốc nào to và đẹp như thế này. Ui, con ốc này thật to và đẹp. Này bà lão, bán cho tôi đi. Bán ốc này cho cô ư? Đúng vậy, con ốc to thế này chắc hẳn thịt sẽ ngon và nấu cháo sẽ ngậy lắm. Bán cho tôi về nấu cháo cho con tôi. Cô định mua về rồi giết thịt nó ư? Tất nhiên rồi. Con ốc to thế này, thịt ngon không ăn thì phí. Không được, tôi sẽ không bán nó cho cô. Tôi sẽ mang con ốc này về nuôi và giữ mạng sống cho nó. Rõ là bà lão ngốc, bán ốc đi lấy tiền không thích, lại thích mang ốc về nuôi. Ngươi là một con ốc to và xinh đẹp, thả ngươi đi cũng được. Nhưng ta sợ ngươi lại lọt vào tay người nào đó. Người ta sẽ ăn thịt ngươi mà thôi. Ta sẽ mang ngươi về nuôi để cho ngươi được sống. Từ giờ, chiếc chum này sẽ là nhà của ngươi nhé. Mình nhớ rõ ràng, trước lúc đi lá vẫn rụng đầy sân mà. Cái gì thế này? Ai đã giúp mình quét dọn nhà cửa, lại còn bữa cơm trưa tươm tất đầy đủ thịt cá này nữa? Từ trước đến nay mình sống cô độc, có ai quan tâm đến mình như thế này đâu. Đây là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời cô độc của mình. Nhất định là có chuyện gì đó lạ lùng đã xảy ra. Từ mai, mình phải để ý một chút mới được.
Mình sẽ quay lại xem có chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy là ai? Sao tự dưng lại chui từ cái chum sức đó ra chứ? Bà lão đi rồi, mình phải nhanh chóng ra dọn dẹp giúp bà thôi. Mình phải hoàn thành trước lúc bà cụ về mới được. Nếu để bà phát hiện mình từ vỏ ốc chui ra, mình sẽ không có chỗ ở nữa. Thì ra là cô gái ấy từ vỏ ốc này chui ra. Hiếm có cô gái nào vừa xinh đẹp, dịu dàng, lại đảm đang như vậy. Nếu cô gái ấy có thể trở thành con gái ta thì tốt biết bao. Ôi, vỏ ốc của con! Bà ơi, sao bà lại nỡ làm vỏ ốc của con như thế? Giờ con biết sống ở đâu? Con gái à, đừng sợ, con cũng như ta, đều sống vò vó một mình. Vậy sao con không ở lại đây với ta? Chúng ta sẽ nương tựa vào nhau. Con cảm ơn bà vì đã cứu con, nuôi con. Nhưng con chỉ là cô nàng chỉ quen sống trong vỏ ốc. Con sợ sau này sẽ không chăm sóc người một cách chu đáo. Con nhìn xem, nhà cửa vườn tược đều được con dọn dẹp một cách cẩn thận thế này. Con lại khéo léo nấu cho ta những bữa cơm ngon với đầy đủ thịt cá. Đã từ lâu lắm rồi, không có ai quan tâm chăm sóc ta một cách chu đáo như vậy. Nếu có được một cô con gái như con là ta đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Dạ, vậy thì con sẽ nghe theo lời dạy của bà. Con xin gọi bà là mẹ. Ừ, con gái ngoan, nhà chúng ta có phúc rồi. Kể từ đó về sau thì bà lão cùng với cô gái xinh đẹp sống cùng nhau vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì lòng tốt của bà lão mà giờ đây bà lão đã có một cô con gái xinh đẹp quan tâm, chăm sóc cho mình và không còn phải sống trong sự cô đơn, buồn tủi nữa. Núi, hồ nước và dòng suối. La la la! Vui quá, thích quá, lại được đi nữa rồi. Này dòng suối, cháu không thể yên lặng được dù chỉ là một phút thôi hay sao? Nếu dừng lại dù chỉ là một phút thôi thì cháu cảm thấy chán chết bắt núi ơi. Làm sao có thể như thế được? Cháu nhìn chị hồ nước của cháu mà xem, chị của cháu cũng là nước. Chị ấy hiền từ mẫu mực giống như tiểu thư vậy. Còn cháu lúc nào cũng nhảy nhót, thật đúng là... Nhưng cháu không giống chị của mình. Cháu muốn được đi đây đi đó để học hỏi những điều mới mẻ. Nhưng cháu được sinh ra từ khe núi, cháu thuộc về nơi này. Nhưng cháu không muốn chỉ mãi đứng yên một chỗ như vậy. Ta đã đứng bất động ở đây cùng bầu bạn với trăng, sao, mây gió đã mấy nghìn năm nay rồi. Cái mà ta nhìn thấy ở các thế hệ sau là an phận chấp hành, biết nhường nhịn lẫn nhau, biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ của rừng núi, chứ không phải thích làm cái gì thì làm cái nấy như cháu. Công nhận bác rất đồ sộ và to lớn. Bác có thể nhìn thấy tất cả cảnh quan rộng lớn hùng vĩ và chứng kiến mọi thay đổi của nó. Nhưng bác đâu có biết được tất cả mọi điều trên thế gian này được chứ. Trên thế gian này còn có thứ gì mà ta chưa được chứng kiến nữa hay sao? Thế bác đã có bao giờ thấy được tàu vũ trụ bay lên mặt trăng không ạ? Tàu vũ trụ à? Nó là cái gì? Sao ta chưa nghe thấy hay nhìn thấy bao giờ? Lại còn bay lên mặt trăng nữa. Từ xưa đến nay, ngoài mặt trời, mặt trăng và mây ra, làm gì có thứ gì có thể cao hơn ta được chứ? Cháu thấy cuộc sống là phải không ngừng học hỏi, không ngừng tiếp thu những điều mới mẻ. Còn nếu cứ đứng yên mãi một chỗ như bác và chị hồ nước thì sẽ dần dần trở nên lỗi thời. Cuộc sống sẽ mãi buồn tẻ và tù túng lắm. Hỗn xược! Cháu chỉ là một đứa con nít nông nổi mà dám ăn nói với ta cái giọng đó sao? Cháu có biết ai là người đã nuôi dưỡng cháu được như ngày hôm nay không hả? Từ nay, ta cấm cháu không được đi đâu nữa. Ta nói cho cháu biết, từ nay cháu sẽ không được đi đâu nữa. Trừ khi mà ta cho phép, thật là một đứa trẻ không biết nghe lời. Kìa bác, làm như vậy liệu có quá với cậu ấy không ạ? Nó là một đứa cứng đầu,
Nếu không dùng biện pháp mạnh, nó sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời đâu. Để xem nó có còn dám đòi đi ra ngoài khám phá mọi vật được nữa không. Từ khi bị bác núi nhốt lại, dòng suối nhỏ dần dần trở thành một hồ động nước. Nó không còn trong vắt, cũng không còn ca hát nhảy múa như trước kia. Bác núi ơi, sao dạo này cháu không còn nghe thấy dòng suối cười nói ca hát gì nữa? Chắc là cậu ấy buồn lắm, hay là chúng ta thả cậu ấy ra đi bác? Mặc kệ nó, không việc gì phải thả nó ra cả, mà cả cháu nữa. Lo chuyện của mình đi, đừng để ý đến nó nữa, nếu không ta sẽ phạt luôn cả cháu đi. Dòng suối, em vẫn ổn chứ? Chị Hồ Nước ơi, em biết em được sinh ra trong núi, bác núi là người đã luôn bảo vệ em. Nhưng bây giờ chị thấy đấy, bác ấy không cho em đi đâu nữa cả. Rồi sớm muộn gì em cũng trở thành một cái ao tù thôi. Chị nghĩ là bác núi lo lắng cho em nên mới như vậy thôi. Nhưng chị đứng em một chỗ thì em cảm thấy thà mình cạn khô đi còn hơn. Thôi nào, đừng khóc nữa, không chạy nhảy cũng không sao mà. Em có thể ở bên cạnh chị và bác ấy như cách mà chúng ta tồn tại bao nhiêu năm nay. Không, em không muốn sống một cuộc sống như vậy. Điều em mong muốn là tìm những dòng sông, đến những hồ nước lớn bên ngoài những dãy núi này. Em muốn sát nhập với họ để học hỏi thêm thật nhiều điều. Muốn tự đốt nóng mình để tạo ra nhiệt, tạo ra điện, tạo ra ánh sáng, tạo ra nhiều điều có ích cho cuộc sống này. Dòng suối, mọi điều em nghĩ không đơn giản như vậy đâu em. Bên ngoài có biết bao nguy hiểm rình rập, em có thể bị ô nhiễm bất cứ lúc nào. Sẽ không có ai có thể bảo vệ, che chở cho em được nữa. Em hiểu, em biết tất cả những điều đó. Nhưng em không muốn cả cuộc đời này sẽ chỉ đứng yên một chỗ. Em biết chính xác, bác núi là người luôn truyền cho em dũng khí chảy về phía trước mỗi khi gặp những tảng đá cản đường. Chính những điều đó đã thôi thúc em phải đi, đi về những miền đất mới, dù trước mặt có bao nhiêu khó khăn gian khổ. Được thôi, nếu em đã nói vậy thì hãy đi đi. Chỉ có không ngừng chuyển động, cuộc sống mới có thể vĩnh hằng được. Cảm ơn chị Hồ Nước, em đi đây. Tạm biệt bác núi, cháu đi đây. Vậy là nó đã đi rồi sao? Nó thật sự rũ bỏ tất cả sao? Thế là nãy giờ bác đã nghe hết rồi phải không ạ? Bác núi, bác yên tâm, rồi cậu ấy sẽ ổn thôi. Chúng ta nên tự hào khi có dòng suối ra đi với hoài bão lớn, hoài bão của tuổi trẻ, của khát khao hy vọng, khẳng định mình trong cuộc sống. Nếu cứ đi như thế thì sẽ không có ai đi theo bảo vệ nó được. Bác hãy cứ để cậu ấy đi, nhất định cậu ấy sẽ tự biết chăm sóc mình. Cậu ấy nhất định sẽ làm được. Ta nghe cháu lần này, chúng ta phải tự hào mới phải. Bác và cháu đều là những người tồn tại rất lâu rồi, không thể cứ giữ nó khư khư bên mình mãi được. Oải hương thương nhớ. Nghe nói ở ngoài ô có vườn hoa oải hương đang nở đấy. Cuối tuần này bọn mình đi làm bộ ảnh đi. Hưng sẽ làm phó máy. Gì chứ, nhờ vả mà nói như ra lệnh thế. Đừng bảo là tôi chụp không công cho mấy bà nhé. Có bọn tôi làm mẫu cho ông chụp là may mắn rồi ý. Tạo điều kiện cho mà thực hành còn gì nữa. Mơ đi nhé. Trên đời này không có gì là miễn phí cả. Thôi được rồi, tụi tôi sẽ khao ông một chầu kem và bánh, chịu không? Nói thế nghe còn tạm được. Cho mấy bà biết, tôi mới khám phá ra một vườn oải hương tuyệt đẹp luôn. So với nó thì những chỗ mọi người hay chụp thì chỉ đáng gọi là khóm hoa mà thôi. Thật á, ở đâu thế? Hưng sẽ dẫn mấy bà đi. Chỉ có điều ông chủ vườn khó tính lắm, phải rình thời điểm chụp lén thì được. Còn xa không ông? Sắp đến rồi, cứ nhìn thấy vườn oải hương tím ngắt, tức là đến nơi. Có phải đằng kia không ông? Đúng rồi, bọn mình tới nơi rồi. Mấy bà từ từ đã, không bị đuổi hết cả lũ bây giờ. Để tôi thăm dò xem ông chủ vườn có ở đây không đã. Sao phải làm vậy? Bọn mình cứ vào xin chụp ảnh, rồi trả tiền đàng hoàng là được chứ gì. Được thế thì đã tốt. Vấn đề là có đưa tiền ông ấy cũng không nhận. Ông ấy chỉ là không muốn cho ai vào vườn hoa này thôi. Sao lạ thế nhỉ? Thường thì mọi người trồng hoa là để lấy tiền chụp ảnh mà.
mất công trồng một vườn hoa đẹp thế mà lại không cho ai vào chụp. Thì vậy mới nói, ông ấy lẩm cẩm khó tính lắm. Ông ấy mà thấy ai lãng vãng ở gần đây á, là đuổi đi không thương tiếc. Thế bây giờ phải làm sao? Mất công đến tận đây, chẳng lẽ về không? May quá, cửa khóa ở bên ngoài, ông ấy không có ở đây đâu. Thường thì nếu còn ở đây, ông ấy sẽ không khóa cửa. Nếu thế tự mình tranh thủ chụp đi. Như thế có được không? Rõ ràng người ta không đồng ý mà mình lại cố tình vào chụp. Ôi dào, bọn mình cứ đi vào thật cẩn thận. Không hái hoa bẻ cành, không dẫm lên hoa là được mà. Thu, bà đưa tay lên tự nhiên một tí xem nào. Kiều nữa, sao bà tạo dáng đơ như zombie thế hả? Ông nói ai là zombie? Tôi nói thế để bà tạo dáng mềm mại hơn. Chứ cứ cứng đơ thế thì chụp làm sao đẹp được. Ai ở trong vườn thế hả? Chết, ông ấy đến rồi, chạy mau lên. Chạy nhanh lên. Mấy người kia đứng lại. Hết cả hồn, may mà chạy thoát, cũng may là chụp được kha khá rồi. Chết rồi, không tìm thấy chiếc vòng mẹ tặng đâu cả. Chắc tôi làm rơi ở chỗ vừa ngõi hương rồi. Trời, sao bà bất cẩn thế? Bây giờ biết làm thế nào? Thì tôi phải quay lại đó tìm thôi. Giờ quay lại đó cũng sợ lắm, nhỡ mà bị ông ấy bắt gặp. Dù có bị mắng thì tôi cũng phải tìm lại cái vòng ấy. Đó là vòng kỷ niệm ba tặng mẹ tôi lâu lắm rồi. Nếu mẹ biết tôi làm mất sẽ buồn lắm. Nếu thế thì tôi sẽ đi cùng bà. Nhưng để ngày mai đi, bây giờ quay lại nguy hiểm lắm. Hình như có khóa cửa, chắc là ông ấy không có ở đây. Mình nhớ hôm qua đứng ở chỗ này mà, sao không thấy nhỉ? Bà tìm kỹ lại xem, chắc chỉ ở đâu đó quanh đây thôi. Hai người lại đến phá vườn của ta nữa phải không? Dạ, cháu chào ông. Chúng cháu xin lỗi vì đã vào vườn mà không xin phép. Cháu chỉ muốn tìm lại chiếc vòng rơi ở đây thôi ạ. Hãy xem chuyện tốt đẹp mà mấy đứa làm với vườn hoa của ta đi. Trời, chỗ hoa đó chắc là do chúng ta dẫm phải lúc chạy trốn. Đó là vòng tay của mình. Ta nghiên cứu trồng loài hoa này đã lâu, nhưng đến năm nay mới trồng được thành công. Chỉ mong khi vợ ta tỉnh lại, thứ đầu tiên bà ấy thấy là một khu vườn oải hương hoàn hảo như mong ước. Ông ơi, bà bị làm sao ạ? Bà ấy bị tai biến, hôn mê đã lâu. Ta chỉ hy vọng khi trồng được vườn hoa mà bà ấy vẫn thích, bà ấy nhất định sẽ tỉnh lại. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, các người lại lén vào chụp trộm, dám đã phá hoại vườn hoa. Ta cố gắng cách mấy cũng không thể ngăn cản được. Cầm chiếc vòng này và đi cho khuất mắt ta, đừng bao giờ để ta thấy lại một lần nữa. Ông ơi, chúng cháu xin lỗi. Thì ra đó là lý do ông ấy không cho ai vào vườn. Khu vườn đó chứa đựng tất cả sự chờ đợi và nhớ nhung của ông ấy dành cho vợ đấy. Tôi có ý này để giúp ông ấy. Hai người nghe thử xem có được không nha. Sao lại thế này? Ông có hài lòng không ạ? Chúng cháu thấy rất có lỗi vì làm hỏng vườn hoa của ông. Chúng cháu đã đi khắp các vườn oải hương tìm mua những cây hoa đẹp nhất để thay thế những cây hoa bị nát. Thật như vậy sao? Thật đấy ông ạ. Vì nơi trồng hoa oải hương đẹp không nhiều nên chúng cháu phải đi khắp nơi mới tìm được về mấy cây hoa này đấy. Đây là món quà chúng cháu dành tặng bà. Hy vọng bà sẽ sớm hồi phục ạ. Cảm ơn các cháu. Đã tỉnh lại rồi, ba mau đến bệnh viện đi. Thật vậy sao? Bà ấy tỉnh lại rồi ư? Cuối cùng bà ấy cũng có thể nhìn thấy vườn hoa này rồi. Cảm ơn các cháu đã mang đến phép màu. Vợ ta đã tỉnh lại rồi. Hoang hô, hoang hô. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.